Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn hết. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Các bạn thân mến, thì hôm trước tôi cũng về cái vườn mai bên nhà mình đó, để mình review những cái gốc mai khổng lồ, những gốc mai là khá đẹp. Nói chung là một cái nơi mà trồng mai mà chuyên nghiệp để chia sẻ cùng các bạn. Thì hôm nay tôi cũng tiếp tục làm được một cái chuyên đề về cây mai. Có một vị khán giả đã gửi tin nhắn gì cho tôi là nói là nhờ tôi làm một cái clip và chia sẻ đặc tính từng những cái dòng mai mà mai ghép gốc nhớt nè, mai ghép nè, và cái dòng mai zin nó như thế nào để cho các bạn có sự lựa chọn. Chắc có lẽ là cái vị khán giả đó mới bắt đầu và chơi mai nên mới hỏi tôi câu nói đó ha. Thì tôi sẽ trả lời theo cái tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái vấn đề là phạm vi hiểu biết của mình. Nếu mà có những cái phần nào mà khi mà tôi chia sẻ mà nó không được chính xác thì mong rằng được nhận được cái sự góp ý chân thành từ các bạn để cho một cái nghề chơi càng ngày càng hoàn thiện. Thì hôm nay tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề để tránh nói chuyện dông dài. Cái tật tôi ưa nói chuyện dông dài, có nhiều bạn bực mình lắm. Bây giờ tôi sẽ làm clip, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ tóm lược cái phần đầu. Cái phần đầu tôi nói rút gọn thôi, còn bạn nào mà muốn tản mạng chút xíu, muốn tán dốc, muốn tâm sự cho vui, tôi sẽ đưa vào thằng sau để cho tránh làm phiền được các bạn ha. Rồi ok, thì mai á các bạn, giờ tôi chia sẻ cái dòng mai đầu tiên, đó là cái dòng mai ghép gốc nhớt. Rồi tại sao gọi là ghép gốc nhớt? Thì tôi nhớ là cái từ là ghép gốc nhớt, tôi có làm một cái clip gì lâu lắm rồi. Chia sẻ gốc nhớt thì có một số bạn cũng phản hồi là gốc nhớt, cái tên nhớt á, là cái cách ghép này, cái cách ghép gốc nhớt là có nghĩa rằng đây là một cây mai zin nha các bạn, một cây mai zin. Ghép gốc nhớt, người ta lấy một cây mai zin mấy con bắt đầu người ta đóng cái bo vô. Đây, đóng cái bo vô nè các bạn, cái mấy con đóng cái bo vô, các bạn nhìn thấy cái bo đây không? Đóng cái bo đây nè. Đóng cái bo vô rồi xong bắt đầu cái mai nó phát triển. Người ta nuôi giống như là một cái mai zin bình thường, đó là cái mai gọi là mai gốc nhớt. Người ta báo gốc nhớt là ngày xưa thường thường cái công việc này á, người ta ghép cho cái cây sầu riêng. Mà cái dòng cây sầu riêng á, khi mà ghép cái kiểu này nó xì mũ, cái mũ ghép á, nó ngay chỗ ghép nó xì cái mũ ra, cái mũ nó giống như là cái nhớt á, người ta gọi là ghép gốc nhớt. Thì mình nghe các bạn nó phản hồi như thế, cũng hay, cũng thú vị các bạn. Thành ra là cái tên, cái từ ngữ gọi là mai ghép gốc nhớt thì nó duy trì tới bây giờ. Các bạn lưu ý một điều, mai ghép gốc nhớt có nghĩa là cây mai ghép từ lúc còn là một cây mấy con người ta chỉ đóng duy nhất một cái bo vô thôi, đóng duy nhất một cái nhánh nhỏ mắt nhỏ ở đây thôi. Từ nó lên thì cái mai gốc nhớt á các bạn, khi mà nó lên nó phát triển thì nó bình thường, các bạn không thể nào mà phân biệt được là nó có ghép hay không. Giống như đây nè, cây mai ghép gốc nhớt các bạn, nếu mà tôi không nói nó là một cây mai ghép thì các bạn đâu có phát hiện ra. Đó các bạn, không bao giờ các bạn phát hiện ra được ở trên đây nè, cái mai ghép nè, mai ghép gốc nhớt nè. Rồi cái đặc điểm của mai ghép gốc nhớt là gì, ưu điểm nó như sao. Tôi chỉ nói về cái vấn đề ưu khuyết điểm của cây mai, sự lựa chọn vẫn là của các bạn nha. Tôi đứng chính giữa, tôi công tâm, tôi chia sẻ thôi, tôi sẽ biết gì tôi nói đó thôi, còn các bạn quyết định các bạn chơi cái dòng cây nào đó là có quyền của các bạn, và đồng thời các bạn hãy tự chọn cho mình cái hướng chơi. Cái mai ghép gốc nhớt á các bạn, đặc điểm của nó là nó có được một cái bông, có bông rất là đẹp. Tại vì khi mà người ta trồng mai á, mai mà trồng hạt như thế này thì người ta sẽ gieo đại trà. Mà các bạn biết rồi, khi mà gieo hạt mai á, thì người ta lựa những cái hạt mai nào khỏe, cây mai nó khỏe người ta mới gieo. Nhưng mà đa số những cái mai khỏe thì những cái mai cái bông nó không đẹp. Đa số như vậy, còn những cái mai nó đẹp nó động đảnh lắm. Bao giờ cũng như vậy. Người đẹp, đẹp, ốm yếu, không thêm. Còn cái người thì, cái người không đẹp thì lúc nào cũng khỏe mạnh, lực lưỡng nó như vậy. Đúng các bạn. Bởi vì vậy người ta lợi dụng cái đặc điểm của nó, là cái ưu điểm của nó là cái mai nó sống khỏe. Nhưng người ta gieo như nè. Người ta tiến hành đó các bạn, người ta uống rễ xong bắt đầu ta đưa vô, người ta ghép, người ta chọn cái dòng mai là dòng mai theo cái thị trường. Thí dụ như năm nay thì người ta chơi cái dòng mai là siêu bông Sài Gòn, thì người ta sẽ ghép hàng loạt những cái dòng mai siêu bông Sài Gòn, người ta tung ra thị trường, người ta bán thì rất dễ bán hơn. Thì cái mai ghép gốc nhớt á thì nó được cái nó sống khỏe, và đồng thời nó không có để lại những cái vết tích mà nó rõ ràng cũng như là cái dòng mai ghép lớn như thế này đó, như vậy. Nhưng mà các bạn, tuy rằng nó có bông đẹp, nhưng mà nó có nhiều người nói là mai gốc nhớt thì nó là 100% là mai zin. Nó có thể là về cái form cây,
về cái sức khỏe của cây thì nó giống như 100% cây maizin, 9-10 với cây maizin, nhưng mà cái bông của nó là so với cái cây mai mẹ thì nó sẽ bị lai tạp giữa cái dòng cây mai, cái gốc mai cũ á, cái gốc mai là mai gốc mai của nó, thì đương nhiên khi mà chúng ta đưa vô thì nó sẽ lai tạo, thành ra cái vuông bông nó thì đương nhiên nó không bằng cây mẹ, nhưng mà chúng ta chơi thì chúng ta chấp nhận. Bạn nào mà chơi mai gốc nhớt thì các bạn nuôi cây mai lớn lên, các bạn sẽ uốn éo làm cái kiểu như tôi nè, làm kiểu gì cũng được hết trơn, thích chơi kiểu gì các bạn chơi kiểu nấy, cây mai nó sống khỏe hơn. Rồi đó là cái đặc tính của cái cây mai gốc nhớt là như vậy các bạn, rất là khỏe, được cấy ghép từ lúc còn bé, nó không để là vết tích, lớn lên chúng ta chơi rất là thoải mái, nhưng mà nó vẫn là cây mai ghép. Nhớ nha, khi mà người bán người ta không, người ta sẽ nói rõ cho các bạn biết đây là dòng mai ghép, đây là dòng mai zin. Rồi dòng mai zin như thế nào, một chút nữa tôi sẽ nói tới dòng mai zin. Rồi khi mà dòng mai ghép gốc nhớt là nó như vậy. Rồi bắt đầu ha, cái dòng mai ghép, ghép phôi là gì? Ghép phôi là khi mà người ta khai thác một cái cây mai ở trong rừng, hoặc là một cây mai nào đó bị bỏ quên lãng thời gian, nhưng mà nó có cái dáng cây nó đẹp, dáng cây nó đẹp, khi mà người ta khai thác về, có thể là cái gốc nó bự chà bá như thế này, gốc bằng cụm tay như thế này, thì cây mai ghép nhánh thì ghép tim vô, thì cây mai lúc đó người ta cưa cây mai rất là lớn, bắt đầu người ta ghim nhánh vô. Giống như tôi đây nè, cây mai này tôi đã trồng được hơn 1 năm rồi, bắt đầu tôi thấy cái tết bông nó không đẹp rồi tôi ghép vô, cái này là không gọi là ghép gốc nhớt nữa mà này gọi là ghép phôi. Khi mà ghép phôi vô các bạn thấy phát triển rất là tốt không? Cây này tôi ghép nay được cái tầm khoảng 4 tháng, các bạn thấy không, phát triển rất là tốt. Tôi ghép vô là cây mai này, mai đổ hổm mình ghép cái dòng mai cúc mai vô, phát triển rất là tốt luôn. Hôm đó ghép chúng cái ngày tốt rồi sao cây để tốt quá trời luôn, đóng cây lên tốt. Cái ghép này thì nó thường nó để là cái dấu vết. Các bạn nhìn các bạn thấy, các bạn nhìn các bạn biết được là cây mai ghép. So với mai gốc nhớt các bạn không tìm ra một cái vết tích, nhưng mà cây mai ghép nhánh, mai ghép phôi thì các bạn nhìn, nó nhìn là thấy liền. Nhưng mà người ta chấp nhận người ta chơi, bởi vì nó đạt được cái yếu tố thẩm mỹ. Bởi vì khi mình nuôi một cái cây mai gốc nhớt, các bạn nuôi bự như một cái cây mai ghép nhánh như thế này, nuôi rất là lâu luôn. Cây này người ta cưa, ta cưa vô, ta bứng lên, ta cưa vô, ta ghép vô, ta chơi liền. Khoảng chừng sau 1 năm, sau khoảng từ 12 đến 16 tháng ghép, từ ngày ghép là các bạn có thể đem chơi được rồi. Thành ra cây mai mà ghép nhánh, ghép phôi á, cây mai nó có giá trị rất là cao so với cây mai gốc nhớt, bởi vì nó cây nó đẹp, gốc nó bự, nó đẹp hơn, được nhiều người ưa chuộng hơn, là gốc nó rất là to, nó rất là đẹp. Tuy nhiên cái bên cạnh mà cây mai ghép nhánh, mai ghép nhánh mà nếu mà các bạn mà không biết là cách chăm sóc á, những cái năm đầu của cây mai nó rất là yếu, như là tôi mới vừa ghép mà các bạn thấy không, tôi mới vừa ghép cây mai này, tôi ghép nay cây mai này được 1 tháng là các bạn bung nhánh nè. Những người ta biết chơi, người ta dưỡng cây mai thì cây mai của các bạn mà mấy thời gian đầu nó sẽ phát triển theo như ý, như là cây mai này các bạn thấy không, nó phát triển, tôi đưa cái cây ra làm 4 phía, là 4 hướng vậy, tôi tạo thành một cái nhánh, tôi uốn lượn nữa tôi nuôi. Bởi vì khi mà các bạn chăm sóc những cái dòng cây ghép, những cái dòng cây ghép phôi á, thì các bạn phải chú ý cái nhánh của nó, cái nhánh nào nó yếu nó khỏe, nhánh nào nó xung quanh nhánh, ví dụ tôi nói xung quanh ở đây là nó có bốn cái nhánh chính, nhánh thì nó rất là khỏe luôn, còn theo đó thì nó còn những cái nhánh đeo nhỏ, các bạn muốn cho nó đều thì các bạn khống chế những cái nhánh nào nó khỏe quá, các bạn bấm ngọn bớt những cái nhánh khỏe như thế này nè, các bạn thấy không, các bạn bấm ngọn bớt những cái nhánh khỏe như thế này bỏ đi, để cho chất bổ dưỡng nó tiếp tục nó đuôi những cái nhánh xung quanh. Chúng ta tỉa tót, thường xuyên tỉa tót những nhánh nào cần để thì chúng ta để, những nhánh nào cần bỏ thì chúng ta bỏ, chúng ta không để cho nó lên tự nhiên cũng như là cho như là cái mai zin được, bởi lên tự nhiên thì cái nhánh khỏe nó sẽ hút nhựa những cái nhánh yếu, nó làm nhánh yếu nó bị khô, nó bị chết, thì lúc đó cái mai của các bạn nó mất tán đi. Và đồng thời các bạn mà chơi cái dòng mai ghép thì các bạn phải thường xuyên các bạn phun thuốc để dưỡng nhánh cho nó ha. Có nhiều bạn thì cứ kích thích rễ không, các bạn khoét chơi vô rễ, nó chơi vô gốc, khoét chơi gốc, không khoét chơi ngọn, khoét chơi gốc thôi, thì các bạn cứ bón phân kích thích vô gốc nó nhiều quá thì cái rễ của nó sẽ bị tác dụng phụ của những cái chế phẩm, những cái thuốc kích thích, nó sẽ làm cho cái cây nó hư cái cây của các bạn. Thành ra mà nó bây giờ người ta mới có cái loại thuốc, cái loại phân bón người ta phun lên trên lá,
để cho cây nó hấp thụ từ lá, nó nuôi cây thì nó tránh được cái hiện tượng là nó khô cái rễ, khô cái rễ của nó các bạn ha. Các bạn thấy cây tôi rất là tốt, tôi phun thuốc thường xuyên lắm. Nhưng mà tôi phun thuốc, các bạn phun thuốc thì trong vòng khoảng từ 10 ngày, 7 ngày đến 10 ngày. Các bạn cứ nhớ là mình đặt cái chu kỳ trong một tuần lễ đi, ngày Chủ nhật mình phun. À, ngày Chủ nhật thay vì hẹn hò ngày Chủ nhật đi chơi với bồ thì các bạn đẩy qua vào ngày thứ hai, ngày thứ bảy đi. Ngày thứ bảy các bạn phun cây xong rồi ngày Chủ nhật đi chơi sướng hơn, thoải mái, thoải mái tinh thần để đi chơi sướng hơn. Là các bạn phải làm như vậy ha. Chu kỳ như vậy thì cây nó mất phiền rất là tốt, chứ không phải là các bạn bỏ thí cho trời. Cái dòng mai ghép nó rất là đỏng đảnh, bởi vì khi mà một cái vật thể khác kim vô nó đã sống là tốt rồi. Muốn cho nó khỏe mạnh thì chúng ta sẽ dưỡng nó, phun thuốc. Bên thuốc bên tôi thì tôi dùng đầu trâu là 501. Các bạn có thể dùng đầu trâu 501 các bạn phun vô nó, hoặc là các bạn phun vô B1 cũng được, hay là phun Atonic cũng được. Thì các bạn phun, các bạn dưỡng lá cho nó mới như vậy. Ít nhất là các bạn nuôi như thế, theo dõi như vậy, để sau trong vòng khoảng chừng cây mai nó cứng cáp, nhánh nó khỏe, nó liền cốt các bạn. Cái kiểu như là lúc đầu như thế này đây, nó chỉ dính cái da thôi, nó chưa có liền cái cốt, nó chưa có liền cái xương bên trong đó. Thì các bạn chơi một thời gian, khi mà nó liền xương rồi, cây mai nó sẽ sống khỏe lại. Thì lúc đó chúng ta sẽ cũng chú ý, nhưng mà bớt đi, bớt chú ý đi, dành thời gian nhiều hơn với người yêu ha. Như vậy, đó là như vậy. Là thành ra có nhiều bạn rất là ngại trong vấn đề mà chơi cây mai ghép. Cứ hỏi tôi là mai ghép nó sống thọ không? Không có chứ. Ở nhà vườn bên phía mình thì mình thấy là những cái dòng cây mai lớn không thì rượu các bạn. Mấy cây mai đó là được ghép ngay cái thời kỳ mà lúc mà mới phong trào nổi lên trong vấn đề mai ghép. Thì các bạn biết là mai ghép là nó mới nổi sau này, nó mới nổi sau này, như những cái thập niên 90 thì mai ghép nó mới bùng nổ lên. Chứ ngày xưa người ta chơi mai zin không có chơi mai ghép, tại vì lúc đó cái phát minh nó chưa có hay sao á, chắc là vậy. Thì như vậy ha các bạn, tôi thấy cây mai người ta nuôi vẫn tốt, nhưng mà phải nói ra thì nó cũng có những nhánh khô. Nhưng mà phía nhà vườn người ta biết cách xử lý, như tôi chia sẻ cho các bạn. Các bạn phải thường xuyên cái dòng chơi mai ghép này ha, các bạn lưu ý là ăn Tết xong các bạn phải xả nhánh, các bạn kích thích cho nó phát triển, cho các bạn mà để tự nhiên nó lên, cũng như là cây mai zin thì nhánh nó dễ bị khô lắm. Thành ra có nhiều bạn không biết, cứ để chơi hoài không chịu tỉa, không kích thích cái sự tăng trưởng của cây thì nhánh nó dễ bị khô. Thì có vấn đề mà bấm nhánh, tỉa nhánh để kích thích cho cây mai ghép nó phát triển thì có lẽ khi nào mà ăn Tết rồi tôi làm cây mai của tôi, rồi tôi cũng chia sẻ cho các bạn, để cho các bạn nắm vững được cái vấn đề là làm sao để bảo vệ cho cây mai ghép của mình nó tốt ha. Từ từ đi, chứ giờ cùng một lúc mà tôi mà nói nhiều quá thì các bạn chắc có lẽ các bạn cũng không nhớ ha các bạn. Rồi cái tôi đang nói về cái khuyết điểm của cái dòng mai ghép. Còn cái ưu điểm của mai ghép thì bông nó rất là đẹp, bông nó đều bông lắm, nó đẹp hơn so với cây mai zin. Bởi vì cây mai ghép người ta có sự chọn lọc mà các bạn, đúng không? Chọn lọc thì chọn trâu nó đẹp luôn, giống như toàn mấy em người mẫu không, đưa vô mấy em người mẫu không, mấy em đẹp không. Bình thường là đâu có cái cửa mà để cho đưa vô những cái phôi, người ta bỏ tiền rất là số tiền rất là nhiều để người ta búng cái phôi, người ta đưa vô, đương nhiên người ta chọn cái dòng mai phải cực đẹp, phải rất là đẹp, mai ghép nó được cái. Nhưng mà nói gì nói chứ so với nguyên bản thì bao giờ cũng vậy, mỗi một lần ghép thì cái độ thái hóa của cây mai nó sẽ giảm dần theo cái thời gian, theo cái gốc mai chủ. Bởi vì khi mà ghép cây mai ghép, các bạn nên chọn cây mai ghép bông đẹp, thật là đẹp, các bạn đưa vô khỏe mạnh, các bạn đưa vô thì tránh được trường hợp cái giống mai nó thái hóa. Có nhiều người nói tôi là tại sao mà cây mai ghép của họ nó vẫn bị thái hóa, vẫn bị bông nhỏ lẹt đẹt, là do nhiều quá. Ví dụ như có một cái giống mai tôi đang phát minh ra, một cái giống mai A, một giống BB gì đó mà rất là cực kỳ đẹp, thì thế là mọi người săn lùng đó, thì cái anh A đem về anh ghép và anh bán lại cho anh B là thế hệ F1 rồi. Anh B bán cho anh C là F2, anh C bán cho anh D vậy thế hệ thứ 3, thứ 4, cứ như thế thì nó thái hóa từ từ tới anh Z một cái là cái bông xấu quắc, nhát xíu xíu ốm nhôm, nhát xíu xíu, nó như vậy. Thành ra khi mà chơi cây thì mai ghép thì chúng ta lưu ý chọn những cái mặt bông cho đẹp, cái mai khỏe mạnh, cái giống mai ép ít thôi, được ép nhiều quá nhỏ sơ sát về ha các bạn ha. Rồi đó là cái đặc tính của cái giống mai ghép. Rồi cái giống mai zin, tên cây mai zin của tôi đây cưng quá ha, đối với thăm cây mai zin thì đương nhiên nó sống rất là khỏe,
Nói thì nói thiệt với các bạn, theo tôi thấy là trên thị trường hiện tại bây giờ là có giống mai ghép, có những cây mai ghép thì giá trị nó rất là cao, 500-700 triệu, 1 tỷ cũng có. Nhưng mà những cây mai mà 10 tỷ thì mai ghép thì tôi chưa thấy, có không tôi không biết, tôi chưa thấy. Nhưng mà dưới cây mai xin 17 tỷ tôi đã thấy rồi các bạn, 17 tỷ tôi thấy rồi cây mai xin. Các bạn biết là cây mai xin giá trị rất là cao bởi vì nó hiếm, cái dòng gì nó hiếm, vừa quý hiếm. Bởi vì một cái cây mai xin bình quân, thí dụ thôi, tại tôi không có con số chính thức, thí dụ một cái cây mai xin cái tuổi thọ của nó trung bình nó khoảng từ 70 năm, nhưng mà những cây nó đặc biệt, những cây nó còn sót lại nó sống trên 100 năm, hoặc là nó có một cái sự to lớn khác thường hơn những cây mai khác, thì bởi vì nó mới có giá. Chứ hỏi như các bạn đồng loạt như cây sao rồi mấy cây đó, cây xanh rồi cây si rồi cây nào cây nấy gốc chà bá nhiều quá thì nó rẻ. Còn cây mai thỉnh thoảng lạc lòi lại những cây mai cao. Bữa vậy nè, cây mai cao có tầm khoảng 6 mét, tán ngang 6 mét, 8 mét. Cái hoành của nó các bạn biết một ôm gì, cái hoành của nó bằng cái thùng bi á, bằng cái thùng bi mà thùng sơn á, cái thùng mà sơn nước á. Tôi đã về Tiền Giang, tôi cũng có đi tìm những cây độc lạ, tôi cũng đến, tôi review những cây đó, tôi có đến Tiền Giang mà ngay chỗ cái cây xăng đó các bạn, được cái xăng vừa nói cái khúc nào chính xác tôi quên rồi, ở khu Tiền Giang có một cái cây mai. Thì cái tôi vô đó, vườn đó thì tôi xin để được quay phim, nhưng mà ông chủ thì ông không chịu, ông nói quay phim thì nhiều người chú ý, nhiều người đến quá, ông sợ không tốt cho ảnh hưởng đến cây mai của ông. Thì tôi cũng có chụp hình, mấy tấm chụp hình ôm cây mai, đứng cây mai. Các bạn biết cây mai một cốt mà tôi đứng là từ cái cốt của nó nhảy lên cái nhánh, là đứng cái đầu tôi vậy ôm mai vậy, nó vậy cây mai đẹp. Nhìn cây mai là rung rời tay chân luôn, cứ hỏi vậy vì mấy tỷ mà cây mai mà mai nó lớn như vậy, bự như vậy mà đó, cây mai zin đó thì giá tiền cao. Hoặc là tôi cũng có đi về Đồng Tháp rồi, tôi cũng chứng kiến, tôi cũng xem một số cây mai. Nhưng mà phía Đồng Tháp thì tôi đã xem những cây mai cái hoành khoảng hơn trăm, nhưng mà điều cây mai Đồng Tháp thì tàn nó rất là to, do cái dùng sông nước cây mai nó phát triển bự lắm, tàn lớn, tàn đổ, rồi tàn thấy chật thấy đổ, rồi siêu cũng có. Tôi đã chứng kiến mấy cây mai, nói chung là hoành 100 trở lên. Tôi ưng nhất là cây mai ở cái Tiền Giang, không biết giờ nó còn không, lâu quá từ hôm dịch giờ tôi không về nữa. Các bạn thấy cây mai zin, những cây mai mà lạc lòi còn sót lại, hay là tôi về Long Khánh tôi cũng chứng kiến mấy cây mai, hay ngược về Long Khánh về miền Đông cũng có những cây mai lớn đó, đẹp lắm các bạn. Nhưng mà bù lại những cây mai gốc hoành tráng như vậy thì bông nó không được đẹp cho lắm. Cái bông của nó thì nó dạng như mai dạo á, cái bông của nó thì nó từ 5 cánh cho đến 7 cánh, rồi lọt lòi thì có 10 cánh, như vậy thôi. Nhưng mà được cái phơm bự. Các bạn biết nó nở, nó rực luôn. Tôi đứng ở cái gốc cây mà tôi hôm kỳ thấy cây mai đẹp, thì tôi có về khu vực Bến Tre thăm cây mai đẹp. Cây mai nó bự. Cái nhà của cái anh đó là anh cũng là công chức về hưu. Nguyên cái sân của anh rất là rộng, cái sân bề ngang cũng cái khu vực sân bề ngang cũng phải 10 mét. Anh chành duy nhất một cây mai bung tàn, đứng chụp hình dơ người lên về các bạn. Mà hả, người tôi nhớ xíu cây mai bình kỳ vậy nè. Các bạn biết mỗi lần nó trổ bông là bao nhiêu người nộp đến check in, đẹp lắm các bạn ơi. Nói như vậy cây mai, bởi vì khi mà những cây mai mà có phơm lớn, phơm to như vậy thì người ta không có chú ý nó có mặt bông nó nhiều, ta chú ý kiểu là bông nó rạc rỡ, bông nó nhiều, bông nó sặc sỡ thôi. Thành ra khi mà chơi những cây mai là các bạn nghe nói 10 mấy tỷ, các bạn tưởng bông nó đẹp hả? Chứ nó không đẹp bằng cái mai ghép đâu, bông không đẹp hả? Nói như vậy, nhưng mà nhờ bự nó hoành tráng, có những cây mai nó độc lạ mà nó hiếm á, thì không biết năm nay nếu mà tôi có sức khỏe tôi cũng đi review một số cây mai. Mà bây giờ lúc trước thì mình cũng đi nhiều rồi, bây giờ tự nhiên nghe nói đi cái nhát là mệt mỏi, giờ lớn tuổi rồi các bạn, lớn tuổi rồi sức khỏe nó không cho phép á, cũng muốn lắm chứ, tôi ghiền lắm. Rồi nghe nói đâu có mai đẹp mà tôi ghiền, chứ nhìn cây mai mà nhỏ dại nước biến chảy tới đúng tốt kìa, đừng lắm tới đó thì đủ rồi. Các bạn để đẹp lắm, rất là đẹp các bạn. Thì các bạn, cái sức sống của cây mai được một cái là cây mai zin, sức sống nó rất là khỏe.
Hiện tại cây Mizin thì dòng mai dảo Thủ Đức thì bên phía nhà vườn mình có. Các bạn nào mà thích chơi cái dòng Mizin á, Mizin là mai dảo Thủ Đức, thì lưu ý ha, nếu mà Mizin thì chúng ta chấp nhận thôi. Cái bông của nó thì nó không có đều như là mai ghép. Ví dụ như mai ghép là bông nào nó cũng phải là từ 9 đến 12 cánh. Thì cây Mizin thì thỉnh thoảng nó vẫn còn sót lại, nó vẫn còn đốc lại những cây mai là từ 5-6 cánh cho đến 12 cánh. Nói chung là nó rải đều cây mai ra, nó không có tập trung cái giống mai đẹp như là cúc mai, như là siêu mai, siêu bông Sài Gòn. Nó không có tập trung như cái dòng mai ghép. Bởi vì khi mai ghép tôi nhìn vô cái, tôi không cần nhìn cái mối, tôi nhìn cái mai tôi biết cái mai ghép liền, tại cái bông nó rất là đều, bông nó rất là đẹp. Còn cây mai zin thì bông nó khác, bông đó. Nhưng mà khi mà các bạn chơi mai zin á thì các bạn hãy nhìn vô cái màu sắc của cây bông mai, và đồng thời các bạn nhìn vô khi mà cái mai nó nở, cho dù rằng nó 5 cánh hay là 8 cánh hay là 10 cánh, mà cái cánh của nó phải dày, cánh dày, đồng thời là những cái cánh các bạn nó khít vào nhau và nó chúm chím, nó khít vào nhau, nó không có giãn quá. Có những cái bông khi mà nó nở nó giãn cánh ra, nó có cái độ hở, nó te tua, nhìn nó không đẹp. Hoặc là cái cánh mai của các bạn nó nhọn đầu, nó nhọn, nó không đẹp, cánh mai nó hơi bầu, hơi tròn, thì cái mai nó các bạn đẹp. Đó là theo cái quan điểm của tôi ha, để tôi chia sẻ cho các bạn thử coi nếu các bạn thích thì các bạn có thể cùng nhau mà trải nghiệm. Bởi vì tôi chia sẻ là cái chung chung thôi, cái phần mà lựa chọn là cuối cùng cũng vẫn là của các bạn ha. Đó như vậy đó, cây mai này tôi đang uống éo nó, tôi ép nó nhỏ xíu để tôi nuôi vô cái chậu này. Tôi lớn tuổi rồi, già hết đát rồi, bởi vậy mình chơi cái dòng nhỏ không dám chơi dòng lớn nó nặng quá, khi mà di chuyển đi mình phải nhờ người để trợ giúp thì nó hơi phiền phức. Thôi mình chơi cái dòng nhỏ như vậy, ôm tới ôm lui, hôm nay tôi ôm vợ góc này, mai tôi ôm vợ góc kia, làm mình ơn cho nó khỏe, không có lệ thuộc vô người khác. Nói vậy thôi. Thì cái clip hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn, các bạn lưu ý rằng là cái mai zin nó rất là khỏe các bạn ha. Mai zin mà nó lên như cái rừng, nó lên kiểu gì lên, nếu mà có sự tác động của các bạn vô thì cái phun cây nó đẹp hơn. Còn nếu mà không có sự tác động của các bạn, nó có nhiều cây nặng quá, nó ngã nghiêng à, nghiêng đâu này, nghiêng đâu kia, quẹo rồi đó, khi thành ra cây không có giá trị. Các bạn chơi Mizin ha. Nãy tôi quên nói với các bạn là nếu các bạn thích dòng Mizin á, cây Mizin nó có, các bạn muốn chơi Mizin mà các bạn trồng ở nhà để cho cây mai của các bạn nó lớn, bự, hoành tráng, thì các bạn chú ý các bạn chọn ha. Cái chọn cây Mizin mà để các bạn chọn cây lớn, nó có hai dòng. Một cái dòng mai cái thân nó cứng cáp và nó mập mạp thì nó lên rất là cao. Còn những cái dòng cây mà cái thân nó mỏng, cái thân nó nhỏ, những cái nhánh nó rủ rủ như vậy, như cây này nè, cây này dòng mai nó không có lớn, nó không có bự. Thành ra các bạn nhìn cây mà các bạn nó mua cây, các bạn thích cây mai lớn thì các bạn chọn cây mai nó cứng cáp, những cái nhánh nó cứng, nó bự, những cái mai lớn. Còn những cái mai mà cái nhánh nó nhỏ nhỏ mà nó dương dài, nó ẻo lả, những cái mai đó các bạn chơi bonsai thôi, các bạn chơi mai tàng nó không có lớn, nó không có lớn như cái kia. Để các bạn có chọn lựa cho phù hợp ha. Rồi, cách chăm mai thì các bạn cũng từ từ chia sẻ, hôm nay clip dài quá. Thôi đến đây thôi, phải nói là chia tay thôi, nói nhiều quá. Mà sao tôi thấy mắc cười nha, có mấy người sao hình như họ bị bệnh hay sao á. Thì cái clip người ta, tôi làm clip tôi quen rồi, tôi làm clip là cái tầm khoảng chừng 20, mười mấy 20 phút, quen là án rồi. Có dài không bạn không coi thì thôi, thì bạn coi nói chừng thì bạn tắt, bạn đâu phải ai banh con mắt bạn ra, giật lỗ tai bạn, bắt bạn phải nhìn tôi, bạn nghe tôi nói đâu, không thích thì các bạn coi cái kênh khác vậy thôi, cũng càm ràm. Tại vì tật tôi nó như vậy rồi, tật cố hữu rồi, thành ra mình cũng có một số lượng cái khán giả, một số lượng các bạn nhất định cùng chung sở thích với mình, ủng hộ mình thôi. Bạn nào không thích thì thôi, lời ra tiếng vào mệt quá các bạn ha, nó sân si mệt quá. Thôi đến đây tôi phải lời chia tay với các bạn rồi, rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye. Cậu rồi.